Đó, bây giờ cứ như cái lúc mà tính cái tường này thì cũng giống như cọc thôi, mình sẽ tính được kéo thả vô không, nên giờ ở đây để cho nó đỡ tốn thời gian kéo phần này đã bạn. À, đúng là mình sẽ khai báo thêm cái tải ở trên này, tải này là tải thi công hoặc là tải khai thác, nếu như mà tải nào lớn hơn thì mình lấy cái tải đó mình thiết kế cho mình cho nó an toàn, phát sinh lưới phần tử bạn. À, nó báo cái lỗi này không sao hết, cái lỗi này mình tắt phần mềm mình mở lên lại là nó sẽ phát sinh được. Thì cái lưới của nó đang rất là thô nè, mình phải phát sinh cho nó mịn hơn. Oh, nó báo lỗi rồi. Thì khi mình phát sinh mịn quá thì ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái đoạn này nè, cái phần tử đây nè, nó không thấy được. Như này nó không nè, cái phần tử đây nó không tính được, nó xin mình quá nó không tính được. Thô thôi. Rồi bây giờ ví dụ mình muốn mình cho cái phần cái khu vực này thôi thì mình khu vực đó khu vực đất đắp ha. Nhìn thêm chút nữa. Nhìn thêm chút nữa. Rồi được rồi. Giờ ví dụ như mình muốn mình ở khu vực đây. Để nó phân tích cái ứng xử của cọc á, đó đúng, bởi vì cái phần tử mà nó thưa quá, nó phát sinh sẽ không đúng lắm. Nếu mình mà làm như vậy thì sau này cái lưới nó sẽ rất là mịn, nó nặng máy lắm. Bây giờ phát sinh 2D, bây giờ mới phát sinh 3D nè. Thì khi phát sinh 3D nó sẽ có một cái trục Z. XY là mình vẽ rồi, bây giờ phát sinh theo phương Z thì mình phát sinh như thế nào? Phát sinh theo phương Z. Đây. Thì phát sinh theo phương Z đó là mình căn cứ vào mặt bằng của mình đây nè. Bây giờ mình tính cho một mô đun. Tính cho một mô đun hoặc là tính cho hai mô đun để xét được ba cọc. Tính cho hai mô đun đây. Là của mình là 6 mét. 6 mét nhưng mà trên cái đường 6 mét này. Hồi nãy nó còn có cái sườn tăng cường nữa mà mình chưa mô hình vô. Trên cái đường 6 mét này của mình là mình có là từ đây cho đến cái cọc 500 đây là đúng rồi đúng không? Một phần tư rồi mà cho nó bắt được rồi. Đây không, mình muốn bắt ở ngay chỗ này sẽ nó bắt được rồi. Điểm giao nhau rồi mà mình mua góc điểm 1/4 kìa. Sẽ nó bắt ở đây ok nó đi. Okay.
2m4, nhưng mà cặp của mình ở đây là 500. Bây giờ mình phải thuộc lại một chút xíu nữa, thuộc lại một đoạn là 2m4 trừ 0,25, 2.15. Vậy trong đây mình sẽ nhập vô là hai, mình add thêm cái nữa, từ không, từ không mà mình mới nhập vô ở đây là 2.15. Rồi 2.15 cộng với 0,5 mét của cái cọc, để sau này phát sinh cái cọc á thì nó là 2m65. Add thêm nữa, 2m65 và đến đây, 2m65 đến đây, đến cái hàng cọc đây là 4 4 trừ 0,25, 4.15. Lý do mình phải phát sinh ra để cho này mình kích cái phần tử cọc đây nè. Đây là 4.15. Add thêm nữa, 4.15 thì là 4.65. Add thêm chút nữa, nó chỉ khác nhau về cái phát sinh 3D thôi. Đến cuối đoạn kè này là bao nhiêu? 6 mét. Đây đây là 6 mét. Mét đó. Hoặc là ví dụ như mình mà máy mạnh á, mình tính cho một mô đun kè. À, còn đây mình tính điển hình thôi, cái cách phát sinh là như vậy. Sẽ ở ngay chỗ này nè, đây là cọc, cái đoạn này sau này mình sẽ kích cái đoạn này lên nó thành cái sau đó mình phát sinh lưới 3D, nó sẽ ra như thế này. Mực nước, ví dụ như mình vẽ mực nước từ đây cho đến đây à, thì mực nước này theo cái mực nước mình đi khảo sát được thôi, thì giống như mấy bữa trước. Tính điều kiện ban đầu thì đây là của mình, đây là mình nhập bằng, mình kích cái này đi, và mặt đất của mình là không bằng phẳng cho nên mình tính theo phương pháp trọng lực, thì đây mình nhập bằng không. Đây là tính là ứng suất tự nhiên, mới tính là tính tổng, là nhập cái giá trị ở đây là bằng 1. Ở đây mình lờ qua cái hành động ứng xử không thoát nước, sau đó mình mới tính. Là nó tới 2.000 mấy phần tử lần, 2.265 phần tử, nên nó sẽ chạy lâu. Ví dụ như muốn tính hàm 3D thì dùng này để tính, xong mình vẽ nó là cái hình vuông vậy nè, xong mình vẽ cọc rồi vô mình chạy 3D, còn tải ở trên thì mình quy thành tải đồng rẽ điện.
Rồi, xong. Là tính ứng suất tự nhiên là được rồi. Bây giờ mình bắt đầu tính tạo mới một giai đoạn nữa, nên là thi công thì bắt đầu từ tự nhiên, nhưng ở đây mình phải reset cái chuyển vị là gì thì bằng không, vì mà đất tự nhiên và đó là nó không có chuyển vị, nhưng mà do mình tính cái trọng lực vừa rồi đó nên nó sinh ra chuyển vị. Là mình nghĩ là nó thì 3D thì ở trong này nó sẽ sinh ra nhiều cái lát cắt mình, 1 2 3 4 5 lát, 5 cái khoảng chiều nãy của mình đó. Giờ ví dụ như mình kích đất lên, kích đất lên mình nhìn 3D mình sẽ thấy nè. Xoay là bằng 40 phím với bằng phím á, à, chứ không phải dùng chuột gì đâu nha, sẽ được chứ sao này. Xoay được đó thì mình thấy nè, cái 3D là nó chỗ này mình kích hai cái lát đầu thôi, thấy không, thì những cái phía sau này là nó không có nè. Giờ cọc của mình là ở cái lát số 2 đây nè, cái khoảng cách cọc nè, mình cập nhật lại mình xem đây ở số 2 nè. Ở số 2 ấy, thì mình kích cái cọc nào giờ tùy ý mình thôi, mình qua cái mùa ở đây 1 2 3 cọc. Đó. Ví dụ như ở cái số 2 là đoạn này mình kích cái cọc giữa, kích cái cọc giữa này, số 1 là từ đây đến đây này, số 2 nè, số 3, số 4 và số 5, thì cọc của mình là ở là vị trí số 2 và số 4, thì là ở vị trí số 2 mình kích cái cọc ở giữa lên, còn cái tường trắng là lúc nào cũng có rồi. Vị trí số 3 là chỉ có cọc thôi, chỉ có sàn thôi, không có gì hết. Vị trí thứ tư kích lên và kích hai cái cọc ở bên này. Vị trí số 5 kích lên và kích lên rồi, nhìn 3D. Xong mới là nhìn dạng bỏ ra hết, bỏ hết đất ra chỉ nhìn kết cấu thôi đó, thì mình mới thấy là cách của mình nó vậy nè, nó mạnh khảnh vậy đó, đúng không, đó là nguyên 6 mét mà mình chỉ có ba cọc thôi, mà ba cọc không làm việc đồng thời mà nó lại làm việc rất là nguy hiểm. Khi mà làm cản á, thiết kế cản á, người ta làm á, người ta đóng cọc, đóng một cọc một chùm hai cọc nè, xuyên ra xuyên vô đóng 4-5 mét là nguyên một dãy vậy nè, trên mặt cái ngang người ta đóng nguyên một hàng 7-8 cọc mà vẫn bị đẩy ra sông đó. Thì mình làm vậy là không biết nó như thế nào. Thấy là mình thấy không, cái cọc của mình á là đỡ cái kết cấu trên này nhìn nó mạnh quá đúng không, nó yếu quá nó chịu nổi đâu này. Rồi giờ mình ở đây mình còn có một mục nữa nè, là cái đất ở đây là đất này này, sau này là mình thay bằng đất đất, thấy không, cho nên mình kéo đất đất mình thả vô nữa thì nó mới hết đấy. Rồi cái hào kỹ thuật ở đây là mình không có mô hình vào, nếu như muốn mô hình vào thì để coi cái này nó chuyển vị ra, nó kéo cái hào đi không thôi, cái mương dẫn nước gì đó là mình chạy thử coi nó đạt không. Nó còn một 3D nữa là 3D Foundation,
Thì 3D Foundation đó là mô hình cái cọc, nó đúng cái thước cái cọc, hình tròn là ra hình tròn, hình vuông là hình vuông, nếu không có quy đổi thành phần tử tắm giống như vậy. Nhưng mà hai cái là ra kết quả là không khác nhau, với số liệu đầu vào là giống nhau. Cái này chuyên để tính hàm, nhưng mình dùng để tính mấy cái này luôn cũng được. Cái nào? Cái này mình vẽ, còn cái kia là mình phát sinh hình trụ của hoa. À đúng rồi, cái bản bản 1.6 nó dở vậy, chạy 3D này nhanh hơn. Nhưng mà ở đây thì nó lại không tính cốt kết được. Ok, tính cốt kết được. Chạy lâu lắm, 3D thì chạy lâu. Nếu còn ví dụ như mình tính ổn định tổng thể của cái bài này mà mình dùng 2D là không thích ý đâu. Cả dùng Gaussian Slope hay là Lattice 2D là đều không được. Vì cái cọc của mình là cái có cái không, và mình mà tính là mình bỏ cọc ấy, thì ra là không đúng, nó thừa quá, mà đưa cọc vào thì không phản ánh hết được. Họ đợt mua mua Lattice có nói thôi, một lần mua một lần khó mua luôn, có 3D xài nhưng mà nó đắt gấp mấy lần, đắt gấp gấp ba gấp gấp ba lần, đắt quá. Cho nên thôi, nhưng mà mình mua 2D là thành ra ví dụ như cái bài này là không chạy được này. Thì mình trong phương án chọn đó, mình bỏ đi, mình bỏ cái phương án này đi, mình chọn cái phương án kè cộng bán dưỡng lực á. Chọn phương án đây hả? Bây giờ phương án này rẻ tiền hơn phương án kia, đúng rồi, nhưng mà nó rủi ro trong thiết kế dữ lắm á. Nhưng mà họ tính là tính theo cái gì chứ, 3D là 2D. Không, cái này mình đang chạy thôi, có khi nó đạt hay sao, ai biết được. Mình chỉ nói là phải chạy bằng cái này thì nó yên tâm hơn. Nghiêng ra nghiêng vô đúng không? Cộng bán dưỡng lực đúng không? Cái nước sông nó lên xuống mạnh lắm á, nó không như mình nghĩ đâu. Ví dụ mình để 1 mét nước, nó dưới này đẩy ngang ra 1 tấn, 1 tấn á. Mà nước sông Sài Gòn nó mật độ nó trên cao rất là lớn, cho nên là nó đạp ra đạp vô chịu nổi. Cho nên á, mình làm cái đợt trước mình xử lý kia đó, mình chừa ra 30 xăng á, để cho nó nghiêng ra nghiêng vô, có nghiêng ra nghiêng vô. Cái này người ta đâu có tính cái phương án kè cọc đóng đâu, mà có nè, người ta mua hình bằng sắt nè, tính ổn định tổng thể bằng Gaussian Slope rồi vẽ ba cặp luôn, ở đâu có đúng. Ví dụ như tính như vậy cũng được, nhưng mà trên bàn vẽ của mình đó, ngay cái mặt cái ngang đó mình vẽ ba cặp thì được đúng không, nhưng mà trên mặt ngang mình lại đưa dứt dắt, mình vẽ ba cặp là không đúng, cái phản ánh cái chiều làm việc nó không đúng. À, khi tính ra đây thì hệ số của nó là chỉ có 1.59 thôi, 1.59 cũng được, so với kia thì 1 chấm không mấy, nhưng mà nó không êm ở cái chỗ là
vẽ ba cặp mà vô thế trên mặt bằng có bao nhiêu thôi. Thì ý kiến họ nói trên này vẽ ba thì xuống dưới kia cũng vẽ ba, vẽ ba lên nó tăng cái giá trị lên, có phương án này có khi nó còn đắt hơn phương án không bán điện lực. Bởi vì để làm được cái dầm mũ này nè là phải đóng vòng vây cầu bán thép chứ, mới đổ bê tông được chứ. Có khi ông tính khái toán, ông tính gì thế đó. Phải đóng cái vòng vây cầu bán điện lực ở đây mới làm cái kè này được, cái đó lớn tiền lắm á. Còn mình dùng cái cọc SV kép kia đó là mình đóng một cái là mình làm sản mẫu ở trên luôn, đâu cần cuộc đời nữa. Thì tưởng làm chọn SV kép cho nó dễ chứ ai lại chọn ra rẻ tiền là do vẽ còn thiếu đâu hả. Nhiều tiền cứ lên xem nó đóng xuống nó nhiều tiền. Đang người ta dùng rô xích để chạy nè. Còn phần cọc á, ở đây là mình phải kiểm toán cọc là chịu nén uống đồng thời. Là nó chịu nén là do áp lực đánh mà, uống là do mua men. Là phải chịu uống nén uống đồng thời đó, chứ không phải là kiểm toán lực dọc như trong này đâu. Bên này họ chỉ mới kiểm toán lực dọc thôi. Lực dọc lúc nào mà sẽ là nén uống đồng thời nó cứ gãy cái cọc. Đây output ra coi hả. Đó. Chuyển về ngang theo phương X 3D nhìn kinh quá. À, nó mới chuyển về đây một đoạn theo phương X 11 cm. Mà thực tế nó chuyển về nhiều vậy đó chứ không phải là 1 cm như trong này đâu. Ở đây là moment trong tường. Ở đây moment này ở ngay cái vị trí này nó có cái bước nhảy này do là ngay cái cọc á. Rồi rồi mình lấy cái này ra mình duyệt cốt thép, nhưng mà cái tường này á là mình cũng phải duyệt là nén uốn đồng thời cái tường này nè, vì nó có lực dọc mà, lực dọc là do tải trọng bản thân của nó, còn nó chịu moment là do áp lực ngang của đất đẩy ra. Thì ở ngay cái mặt cắt đây là nó chịu nén uốn đồng thời để kiểm toán nó vậy. Nhưng mà thường phần kiểm toán này nén uốn đồng thời là nén uốn bình thường thì nó không có sao hết, vì giả sử nó có nứt thì đất nó lấp rồi không có thấy, không có ai mà xuống đó tìm hiểu nó nứt gì không không. Nhưng mà làm đúng á là phải làm vậy á, cái cắt nè. Bây giờ mình mới coi cọc nè. Ví dụ như mà cắt này có cọc không có cọc. Kích lên à, nhìn biểu đồ moment trong cặp này. Đó, moment trong cặp, lực dọc trong cặp, lực cắt trong cặp. Để mình so sánh cái cọc ở trong này nè, cọc ở trong này cái nó một không ánh tấn thôi, còn cọc xiên ở ngoài này nó sẽ chịu nhiều hơn 1,2. Một cọc này là cọc lực dọc là 8, chịu nén. Thì nó sẽ ra cái biểu đồ nó giống như này cho mình, là mình lấy nó mình duyệt tiếp. Giờ mình tính ổn định tổng thể thì sao, mình né tái mình
tinh ổn định tổng thể. Ở đây mình tính là tính là, ở đây này nó không ghi chữ là phi C, nhưng khi mình chọn vào á, thì ở dưới đây nó sẽ là có chữ là phi C reduction, là tính ổn định tổng thể giống như trong 2D. Thì nó sẽ chạy ra ở đây ổn định tổng thể là nó xét hết độ cứng của cặp rồi như thế nào hết cho mình luôn, thì được bao nhiêu mình lấy bao nhiêu. Thì do cái số liệu địa chất hồi nãy mình giả định nó vô cho nên là nó chạy ra như vậy. Hỏi dụ như anh em mình làm thì coi lại cái video này, thì nó nhập số liệu địa chất chính xác vào chạy ra lại xem nó đạt không. Nếu như mà đạt thì kết luận là đạt thôi. Nếu như cái hệ số ổn định đó, của này là sau này mình có cái đường ven kênh luôn đúng không? Cái đường đó là để cho người đi bộ á. Thì nếu như mà lấy theo hai số 2000 á là phải 1.4. Phải lấy 1.4 nó mới đẹp. Chứ không phải ví dụ mình lấy 1.1 chấm đây nè, 1.0 mấy á, 1.039 gì trong này họ lấy á, là cho trường hợp đó là cái kè, cái cầu cảng. Cái cầu cảng á, là nó là kết cấu là đất đắp nó rất là ít và có khai thác thôi, còn mình là của cái đường mình lấy, mà lấy đường đưa vào là nó phải 1.4. Nó vừa. Ví dụ như ở đây thì chạy ra là 1.2 mấy. Giống như cái kè hồi nãy mình chiếu cho nó ở cảng xăng dầu á, tính ra nó là 1.10 mấy mà nó vẫn mất ổn định. Đó thì nó trượt ở đây không phải là nó trượt sâu giống như bên bên tính như trong gheo, mà nó bị cái tường này nó chịu không nổi, mà thực tế là ở đây nó sẽ có một cái gân ở đây nè, gân ở đây kéo xuống đây, thì cái phần mô hình cái gân đó mình dùng như này. Giữ cái đầu này xuống dưới đầu này mình dùng cái này, neo từ nút cho đến nút. Đây là dùng để mô tả cái sườn tăng cường của mình đó. Cái kè của mình nó có cái sườn tăng cường. Mình mô tả nó xuống đây. Đây cái sườn tăng cường này nè. Thì mình dùng công cụ đó để mô tả cái sườn tăng cường. Cái độ cứng của cái sườn tăng cường. Neo. Đây là ghi là sườn tăng cường. Cái sườn tăng cường này là bằng diện tích của bê tông nhân cho khả năng chịu lực của nó, khả năng chịu nén của bê tông. Đây ví dụ như mình cho là 5 e mũ 5 e mũ 5. Rồi sau này khi mình chạy mình kích lại cái này lên thì nó sẽ không có báo ở đây bị ngã nữa, mà nó sẽ ra cái cung trượt sâu xuống dưới này cho mình coi. Neo thì mình sẽ kết quả ngay cái mặt cắt á. Bỏ cái này đi chứ.
nên chạy lại thôi. Phú có đưa USB copy cho cái tính hầm hồi nãy á. Reset chuyển về lại ban đầu. Kích hoạt lên. Save 2. Save 3. 4. Này mình chưa biết nail nail là mình kích ở đây. Rồi cái mặt BB là giao giữa hai cái lá đó, là nó cái mặt ở giữa đó. Mình kích rồi đó. Đây là cái đen đen này thì nó là cái sườn tăng cường của mình. Trong thời gian đợi chạy chiếu cho anh em coi cái cũng cái kè giống vậy ha, nhưng mà coi người ta xử lý như thế nào. Là cái này là làm rồi, khai thác rồi, ổn định.
là làm như thế này, là xử lý cái nền này bằng cọc xi măng đất. Ở đây có 10 mét bùn, người ta xử lý bằng cọc xi măng đất, người ta làm kè mái nghiêng, là ở cái sông ấy, người ta cũng có thảm đá. Ở đây người ta làm cái tường trắng bằng bê tông cốt thép. Đó. Đây là bên đường thủy miền Nam người ta làm. Đường thủy miền Nam là bên người ta hay làm mấy công trình về đường thủy, kè rồi đó. Nhà họ cũng bị sự cố mấy lần, cho nên sau này là người ta làm này không. Nên là đất yếu là người ta xử lý nền hết. Cái phần mà mình định đắp lên thêm á, xử lý nền cho nó cứng lên rồi mới đắp đất. Đây là 10 mét vuông. Là người ta bố trí cọc, mặt bằng cọc, bố trí cọc rất là dày. Là người ta bố trí cọc là hình lưới u vuông. Khoan xít hết ở cái phần đất ở giữa này là không làm gì, còn lại là thành ra là giống như là 1, 2, 3, 4 tường xi măng đất, 4 cái tường xi măng đất cọc 0,8 mét. Bên đây đâu ấy được mà trồng mấy nè, trồng mấy 20 cm. Làm tường trắng là bằng cọc xi măng đất là người ta làm vậy, trồng mấy 20 cm, khoan này xong rồi khoan kia xuống, trong khi nó chưa đông cứng được á, khoan xuống luôn. Là bằng sau đó bên Nhật người ta mới chế ra một cái mũi á, khoan trồng luôn, cái một lúc vậy là khoan được 4 cọc luôn. Thay vì mình khoan là mình ấn xuống nó khoan một lúc 4 cọc luôn. Để chuyên gì làm cái xử lý tường trắng của tầng hầm á, chứ không phải là khoan một cọc đơn như mình đâu. Rồi nó mới sinh ra cái máy là khoan 2 cọc một lúc, cần đôi này để nó tiết kiệm cái công khoan thôi. Đúng rồi, thì nó để mà cái motor mà nó quay được 2 cần một lúc thì nó phải nặng, với lại cái hệ số động của nó mạnh hơn. Còn anh 1 cần thì không cần nhiều. Đó, đây là người ta xử lý nè, khối lượng rất là lớn. Thì nó ổn định. Đây xong chưa? Chưa xong. Ba D nó chạy lâu lắm. Để chỉ cho anh em coi một cái kè.
Cái kè này nó cũng bị sự cố, người ta cũng làm cọc ván dưỡng lực xong nó cũng bị sự cố là nó bị nghiêng ra sông, nó bị nghiêng ra sông. Nên cái kè đường Bạch Đằng á, đường Bạch Đằng ở dưới Bình Dương á, đường Bạch Đằng đó, cái đường nó nguyên một đoạn kè đó nó bị trôi hết mấy hàng cọc, nguyên cái dãy, nguyên cái từ cọc ván á, trôi ra sông luôn, đang xử lý. Là người ta làm đóng kè rồi xong đổ sà mũ rồi bơm cát vô, người dân ở gần đó họ nói là nghe cái bùm một phát là nó bể cái sà mũ á, cái sà mũ nó chịu không nổi, với lại một số cọc nó bị gãy ngang đưa ra sông luôn. Nhiều lắm, sự cố về kè nhiều lắm, mình đi xử lý sự cố mấy cái nguy hiểm lắm. Thấy thì tưởng đơn giản nhưng mà thiệt ra nó nguy hiểm, bởi vì nó có cái phần là đất yếu, mình tính giải tích nó không hết ý, đó là cái còn trong công thức giải tích thì tính cho đất tốt thì được, đất yếu là tính không hết ý. Cho nên khi thiết kế, hệ số an toàn cao lắm. Như như bên bên Mỹ á, bên Mỹ mình đã thiết kế mấy cái kè này không, hệ số an toàn của nó là cao là khủng khiếp. Để mở cho cái coi cái đây của mấy Mỹ làm à. Đây là cái mẫu bản tính của họ là tính kỹ lắm, đưa số liệu đầu vào rồi không tính theo cái gì cái gì. Đó, người ta cũng có cái phần là ước lượng nè, ước lượng chỉ tiêu cơ lý giống như mình á. Đây là chạy bằng phần mềm mà LBI, phần mềm mà tính cọc. Đây là phần tính tường trắng của anh. Đây là dùng phần mềm mà Gell 5. Nó là phần mềm không phải là Gell 5 mà Slider 5. Nó cũng có tính năng là phân tích vùng định tổng thể của cái hãng là Roadsense. Đó. Như 0.5. 0.0.57 là không đạt đó nha. Đó. 0.8 là không đạt. Cái tiền tính mà bên Mỹ á, cái nhân công nó rất là cao, một giờ của nó trả cái giờ mà giờ cho cái ông tính á là giờ của pro professional mới tính được, chứ không phải giá như mình, nó khác cái giá cho nên họ này 1.97 là các cái phương án hồi nãy là đầu tiên là người ta chạy là 0.5 mấy là không đạt đúng không, sau đó nâng nước lên là được 0.8 mấy cũng không đạt, mới tiến hành là đóng cọc, là lên được 1.97 cũng không được, người ta cũng không chịu nữa. Sau đó người ta mới nâng nó lên là người ta mới có biện pháp là làm ngược cái máy này lên và đóng cho nó hai hàng cọc ngoài này nữa thì nó lên được 1.8. 1.8 người ta cũng không chịu.
1.95. Cuối cùng là người ta lấy là 1.95. 1.95. Thì xuống định tổng thể của công trình đó. Người ta phải lấy 1.95 người ta mới đồng ý. Còn không mà không phải là lấy cái chút xíu vậy như mình đâu này nguy hiểm lắm á. Mình làm thì không bao nhiêu nhưng mà lỡ nó có chuyện gì á, mất công. Cho nên ví dụ như tính ra tiền gì mình cũng phải được một chấm mấy trở lên, đúng không? Ví dụ như đây là 1.7 nè, à được nè. Nên đây là với cái đất mình đưa vô nó khác không? Đó, lúc này nó mới ra cái cung trượt sau nè. Nó trượt trượt sâu đây, hồi nãy mình không có cái sườn á là nó trượt vô đây, hồi nãy giống như mình vẽ cái neo nó bị nhầm hả, vẽ cái neo vô mít trong này, vẽ cái neo vô đây đó. Thì cung trượt của nó là như thế này, ví dụ như mà số liệu địa chất đổ vào đúng hết mà nó đạt được số ổn định giống như vậy thì yên tâm 1.7 mấy là yên tâm. Thế không sao hết. Là bài tính tường trắng bằng 3D.